cái lưới để con ốc ma bu vô luôn rồi. Cái lưới nó gói gói kiểu gì vậy ta ơi. Nó gói hơn cái đường gia đạo nữa trời. Rồi chị tới luôn nha chị. Nhất định là ngày hôm nay mình phải bắt được một đàn cá đem về. Chị bữa chị Dung mới rủ em bay đua. Tướng vậy ra rủ bay đua với em. Chị An định làm gì với chúng nó? Chị An định làm gì với má ốc đó? Mình văng giờ đi xong cái trưa trưa mình đi ra mình thăm. Chị An bơi cái đầu Trang sát mé bên kia là được đó. Bên kia bên kia. Dạ được Trang. Em đổi qua đây luôn. Nó sẽ dễ hơn. Chị cứ việc bơi đi, còn lại để tụi em lo. Giờ tụi em là cỡ nào cũng văng được chứ. Còn nhiều. Chắc là vô tới đầu trong luôn á. Mới có một nửa à. Ôi. Bữa tụi em tàn sát hết bữa rồi đó. Bữa đó mình làm gì ta? À mình dồn chả nướng. Dạ được rồi chị. Chị cứ giữ tốc độ này giùm em. Kéo cái... Cũng hơn là lưới này nó không gói. Dài. Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con cũng rất là vui luôn nha. Khi mà sáng có dăng một cái tay lưới, chị An nói là ở đây thì thấy cá nó quẩn rất là nhiều luôn. Cho nên nó là tin tưởng chị An, hồi sáng thì cũng đã đem cái tay lưới ra để mà dăng rồi. Thì bây giờ là cũng đã xế trưa rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi ra đây để mà mình thăm lưới xem thử là có dính cá hay không nha. Mình tách vô cái đầu chỗ cà na trước nha chị em. Cà na chưa có trái. Nó phải thăng trầm hai mùa mưa nữa. 3-4 năm. Bình thường chắc khoảng 3 năm là có trái rồi. Giỡn cái dép của em đó. Cái dép của em sao lại góp ở đây? Chị là nó bị trôi rồi chị ơi. Ui là trời. Cái dép của em. Cái thao để đâu mới đúng ta? Để đó đi. Cái thao để đựng cá đi ha, còn cái lưới em phân để ra luôn được không? Được. Không biết là có cá không nữa đây. Cho kỹ vô nha. Chị em thấy cái lưới nó a. Đối chị em đó là con cá gì? Cá mè dinh. Phải không? Đúng rồi đó. Cá mè dinh. Cá mè dinh á. Dính cá bự lắm đầu kia rồi kìa. Đâu? Chị thấy rồi, chị thấy rồi. Ai ra gấp quần. Đi dằn đà lưới bắt có mấy con cá mà gách cái quần là lỗ quá chị. Ôi con cá sặc chà bá luôn. Đây. Wow. Bé cá đầu tiên. Đẫm ngăn ơi. Ôi. Con cá sặc ong kìa. Đâu chị? Chà bá luôn. Wow. Con cá sặc ong. Bự lắm kìa. Chị An nói là cá sặc ong, lát nữa mình kiếm thêm con cá sặc bà nữa. Cá sặc này là cá sặc bướm. Đúng không? Sặc bướm. Chị không bơi mà sao nó đi tê tê vậy? Cẩm nó giật lưới nè chị. Em đang giật lưới gì chị chỉ cần móc đầu khỏi thằng bơi. Em giật là tự động cuốn tới. Ôi con cá sặc quá đã. Mới cắt móng tay không bấu được. Chị An móc đầu giùm em nha. Cái gì dính ở trên ta? Ôi. Cá rô, cá rô. Một con cá rô. Wow. Cá mè dinh. Đảo quá. Ôi cái gồm nó chết rồi nè. Đảo quá. Chắc tại sáng giờ nó dính sớm hay vậy. Ừ. Wow. Cái gồm bự chản luôn á. Ui. Ui. Còn sống kìa. Mạnh quá nè. Đây gỡ cái mè dinh ra. Còn sống đó nha. Ừ. Con này chắc mới dính á. Một con hey. Là mình cứ giữ cái khoảng cách như thế này. Dính nguyên con lươn luôn chị em. Đây con lươn nữa nè. Wow, cá rô, chị An bơi wow, trước chị An kìa. Wow, cá rô. Thích quá đi. Ôi. Wow. Móc ra được không chị? Cái lưới nó dính vô cỏ rồi. Ui. Đây con cá rô nó chế rồi. Dạ chị cứ lách ra đi rồi cái lưới nó sẽ chia chạy ra. Dính thêm con cá rô đây nè. Ui 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 ui. Chết quèo. Tự gớt ra luôn. Tự gớt luôn á, con này chắc vậy lắm á. Thấy đỏ mịn hết trơn. Lươn bự chản luôn. Ôi ơi. Cái này ghét quá ha. Ừ tại nó dính vô cỏ quá nè. Trời ơi. Này về gỡ lưới là mà xỉu. Chị An ơi cá cũng không có nhiều lắm nha chị An. Ôi. Con này con cá này là con cá gì Cẩm? Quên rồi. Cái gì nè? Cái con cá rô gì mà đen xì cái này. À cá châu Phi. Cá châu Phi. Còn con cá rô Phi Mỹ nữa. Mà bữa nay không thấy cá rô Phi đâu hết á. Nhớ cá rô Phi quá đi. Nhớ cá rô Phi thiệt á. Ôi ôi. Wow, một con cá rô khổng lồ. Ôi ôi nhìn nè. Ôi còn sống luôn á. Gì hả chị? Con cá rô này ngon lắm. Con cá rô các bạn nhìn nè, bự chảng luôn á. Hung dữ lắm á. Ôi ơi, xíu nữa gớt rồi, uổng lắm á. Rồi dính vô lưới lại luôn rồi nè. Gỡ lưới lần hai. Cá đi chị ơi. Ui. Ôi. Cá rô quá chàng luôn chị ơi. Ôi con nào con nấy nó bự chảng vậy. Nhiều hơn cái trước rồi đó, tại vô kinh rồi. Trong này nó ấm hơn, trong này cỏ nhiều hơn ngoài. Kìa kìa kìa, phía trước kìa. Ui. Ui. Bé tí à. Nhưng mà nó đai rồi. Thả nó cũng không sống được. Tại vì mình văng lưới 4 phân rồi. Gõ không kịp luôn ha, không? Nhiều á. Ôi ơi nhìn nè, thấy ham luôn á. Rồi. Cứng ngắt rồi. Dính rồi, dính ngón tay hay gì vậy? Không kéo được. Lên này, lên này. Ôi cá hường nữa kìa. Chị. Dính cá hường nữa kìa Cẩm. Cá hường nhỏ quá. Wow. Con cá hường này nhỏ quá. Thả nó đi ha. Chết queo rồi. Còn sống không? Chủ ngõ luôn rồi nè. Ôi. Không còn sống nữa. Chưa phải còn sống. Ui, ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, lượm được mấy kép các bạn ơi, cái gáo múc nước, cái sườn mình đang không có. Lượm. Lượm. Không biết của ai nữa. Ôi ơi, chị ơi nhìn nè. Cá rô. Wow. Phải lòn qua á chị. Cái đầu của chị đi qua trước. Vàng có niềm đậm mày với ốc đúng không? Wow, bà cứ vô nè. Chị móc cái đầu chị An qua trước đi chị. Dạ. Chưa chị ơi, đợi em chút. Mình ngưng động khoảng 3 giây. Dạ được chị. Ui, con cá này nó còn sống luôn nè, con cá rô to đùng. Đây, wow. Đây một con nữa. Dạ được rồi. Cẩn thận nha. Cái vỏ không mà. Không phải con ốc, cái giả mà. Ui. Ôi ôi. Ông Út đi đâu về vậy? Ông Út. Dạ. Cá nhóc trơn Út ơi. Cá mì dinh với cá sặc. Không biết đường gỡ luôn á. Cơm trưa Út ăn sớm dữ. Út ở đây ăn cơm sớm lắm. Ôi ơi. Đang che dính cái gì nữa gì kìa. Dính 2 con cá rô luôn á. Tưởng Út chưa ăn cơm, ghé nhà con cơm. Ôi đã quá à. Ôi. Đã quá, đã quá. Cái gì vậy chị? Chị An nhìn thấy cái gì thú vị đằng kia nữa rồi kìa. Cá hường ông Út ơi. Cá hường. Rồi hổng vô đây nguyên bầy cá hường nữa nè. Ủa chị ha chú, ơi ha bố. Nguyên bầy. Kìa, quý một bầy luôn kìa. Kìa. Trời, một ổ luôn kìa. Ôi đó kìa, đó dính một cầm luôn kìa. Lố bầy kìa. Ôi ơi. Kìa kìa cháu vô cái dầm bay kìa đó, một chộm. Wow. Ôi đây các bạn ơi, một bầy luôn được 3 con cá hường ở chỗ này. Wow. Trời ơi, chị ơi đã quá. 3 con luôn. Không biết nên gỡ từ đâu luôn á. Ôi bự chảng nè. Chuyến này là về có cá hường chiên xả ớt rồi. Cá hường chiên ngon lắm á. Đã quá chứ An ơi. Ui rồi gớt ngoài. Gớt dưới luôn hả chị? Ôi uổng quá vậy. Không không, lọt trong khoang xuồng, lọt trong khoang xuồng. Khoang xuồng hả em? Lọt trong khoang xuồng. Nó nè. Gớt ngoài con này. Nè. Không nó nhảy ra ngoài con này. Nhảy ngoài hả? Đâu em đếm lại mấy con này. Đủ mà. Đủ hả? Đủ mà. Đủ mà. Ui cá gồ. Đủ 4 con. Ui đó một chùm nữa kìa. Ơi nhưng mà có một con bé xíu kìa. Sao nó dính được một chùm hay. Gỡ con này giùm tôi đi. Đi hết hồn. Cái cọng rau mà tưởng con rắn. Ám ảnh nha. Ôi dữ luôn. Một chùm 4 con luôn. Cái gồ. Con nhỏ nó sống không? Sống thả đi nha. Sống. Nhưng mà đợi cuốn lưới lên cái lòng quá nó chịu không nổi. Nó rớt xuống dưới kìa, nó lội chụm chụm dưới kìa. Một hao luôn nè chế. Nãy mình buộc ở đâu vậy ta? Kìa, chỗ Trang vậy. Trang mở đó đi Trang. Chết rồi. Hai con này yếu rồi. Phải mà nó mạnh mạnh đem về mình thả vô hầm mình nuôi. Rồi, kết thúc tay lưới. Thả bé kia đi. Giờ này không biết nó bỏ tới đâu rồi nè. Đây đây đây. Ui ui. Hạ hạ xuống nước luôn. Đây, đây là thành quả của một buổi mà đi giăng lưới của ba chị em này các cô chú anh chị các bạn ơi. Rất là nhiều cá luôn nha. Bây giờ mình sẽ bơi đem vô nhà xem thử là mấy cái món này ngày hôm nay chị em sẽ cho mình ăn cơm với cái gì. Cá sau khi mà giăng lưới lên rồi thì mấy chị em cũng ngồi lại với nhau làm rồi nè các cô chú anh chị các bạn ơi. Ở đây thì có những cái con cá rô này to. Cá này thì cá rô to chị em làm gì hả chị em? Đây, ở nhà thì cũng còn được một ít thịt nè. Đó, cá rô to thì chị em kho với thịt ba chỉ. Còn là cá hường thì sao chị? Cá hường đó hả? Dạ, chị nấu ngót. Chị mượn cái này trước nha. Dạ. Còn cá rô thì mình sẽ làm gì chị? Cá rô chị nấu ngót. Hả? Cá rô nhỏ. Cá rô này hả? Cá rô nhỏ. À, chiên bột. Chiên bột. Wow. Chị lấy cá rô bự này kho này nha. Đúng rồi. Bột này là dừa hay sao chị? Cái mình nhúng vô được. Đừng có lỏng ra. Dạ. Tại mình có gì được chưa? Được rồi đó. Ôi, thật là mắc không. Cái này chắc hồi nó không thành không quá à. Chắc không miếng cá nào luôn á. Không, cá này bự á, ăn không được. Chị đưa ba đứa cá qua cho chị ăn luôn nha. Thơm quá. Thơm hả? Đang một cà tạo thơm. Đưa hành để chiên. Bịch bột hết chị. Đó mình pha hết luôn á. Em sợ cái dĩa nó gớt cái đít ra quá. Cứ đâm đi, chừng nào gớt nha. Sao chị? Hết rồi. Dạ rồi. Mình lấy khay đầu niêm ra luôn chị Dung nha. Chị vừa có chuẩn bị gì đó. Thì đó thì em đang sợ đó. Cái đó nó ấy gì đó. Ồ con cá nào con cá nó u nù u nặng. Nó bự cỡ em là cùng đi. Nó bự hơn em đó Ngân ơi. Bự hơn hả? Bự hơn em đó. Vậy là ăn cá nó bị phì đại cơ rồi. Nó tập gym quá mức. Nó bị phì đại cơ đó chị. Có phi đại đó ăn ăn. Có chị. Phi đại nó là vận động viên bơi lội. Gì đâu biết chị uống luôn, uống lần nè. Vận động viên bơi lội gì cũng uống luôn, uống nặng mới chịu rồi. Đó nha là nói chữ. Đây, cá sau khi lăn bột rồi để lên chiên thơm quá. Chín rồi. Mùi chưa? Chết đó thấy cốc. Bây giờ mình đem muối lửa. Cái món cá hường nấu ngót. Rồi sẽ cho cái phần cốc hành với lại cần tàu đâm nhuyễn vô. Đặt cái gì chưa? Cái đường hồng vô luôn. Nấu ngót. Đây. Hôm nay nhà em ăn với Cẩm thường chị dữ lắm luôn nè. Đài gia nội trợ nè. Lâu lâu chị về cho chị nấu nè. Hết rau luôn đi chơi. Không, hết rau là các em ăn không hết sẽ không ngon. Vậy thôi chị để bắp chuối nhiều. Không ăn bắp chuối thôi không nên là ba món là giao hết luôn á. Bắp chuối là món yêu thích. Rau muống thì sao? Được. Có nhiều cách sắc. Rồi, nhiêu được Hương ơi. Nó tèo lại. Cái món này rau răm. Rau răm nhà chồng. Đây mình nấu thập cẩm. Chín rau rồi mới để nước cốt chanh nữa hả chị? Đúng rồi, nhắc xuống rồi mới đẩy vô. Để ớt cho chị nha. Ớt sắc miếng lát lát cho chị đó. Ngày hôm nay thì gia đình có được tới 3 món ăn luôn. Dạ, thứ nhất đó là có cái gì chị em? Cá hường nấu ngót. Cái tên là lạ lẫm với em quá. Cá hường nấu ngót. Tiếp theo đó là cá kho tộ cùng với lại cá chiên bột. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình con ăn cơm nha. Ăn cơm thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Đói bụng quá. Đói bụng thiệt. Chị phải thưởng thức cái thành quả của chị chứ. Em ăn thịt kho. Chị ăn cái ngô kho. Ăn thịt chó lạnh. Thôi chị ăn nấu ngót. Mình ăn từ từ món. Hôm nay nhiều món quá. Không biết bắt đầu từ đâu luôn á. Hôm qua có chiên. Hôm qua có một món thôi. Qua ăn bún cá. Cá hương queo ngon quá. Ngon quá, giòn. Thấy thương luôn rồi. Ăn ngót đi. Thằng ngon không chị? Thiệt, chị không gạt đâu. Ăn chứ. Nó không phải giống như canh chua nha. Nó lớn lợn hả? Thơm á, thơm cần tàu. Dạ. Rau mềm quá không? Có mùi nó lạ lắm. Bắp chuối. Có thơm thơm. Nó cũng là có vị chua nhưng mà nó lạ lắm. Em có ăn nấu ngót rồi. Sao lạ sao? Thử gì không biết tả được. Nhưng mà rau muống ngon. Giòn cụm không? Giòn. Nó thanh hơn là nấu canh chua. Nó nhạt hơn là mình nấu canh chua. Canh chua thì có độ mặn, độ ngọt đầy đủ. Còn này nó nhạt. Nó sẽ nhạt hơn chút. Nó là lợn. Cái mùi nó giống như cần tây ép uống vậy. Cần tây ép uống. Tại nó có rau cần tàu á. Có cần tàu. Cá chiên bột. Cá béo á. Ăn dẻ luôn cho. Chị chấm đi chị ba. Kho queo ngon. Kho queo ngon hả Dung? Kho bằng đường chải Dung ơi. Nấu ngót này đúng lạ luôn. Ủa chị Dung ăn bao giờ chưa? Chưa. Bữa nay ăn nó là không cần phải suy nghĩ là nấu ăn gì. Có người suy nghĩ rồi phút. Nên là giờ tụi em cũng sẽ ngồi á dặn ốc. Nên ăn gì giờ? Có gái nhưng mà không biết nên làm gì ăn đó chị. Có cái miếng nào có bột không mà không có cá không? Có cá. Cái dành đó. Em ăn cái dành đó. Nó giòn lắm. Còn vẫn không? Nó giòn. Thơm quá à. Đó Dung. Ngon quá vậy. Giòn. Có tiêu vô thơm. Nhẹ tay thôi Dung rồi. Mà chị thấy nó mặn. Trời bị gáp chết luôn á. Đến bây giờ phải ra Dung với Cẩm ở chung nhà mới được. Ngon quá. Đúng không? Cái chiên bột ai làm vậy ta? Em làm. Chị ba làm. Giòn ha. Nhưng mà chị ăn cái có tiêu và cái không tiêu, cái tiêu nó ngon hơn. Thơm, khác nhau lắm luôn á. Tại vì lúc đó chưa có tiêu. Lúc đó chưa có tiêu. Lúc này mới có tiêu nè. À, bột dày. Rồi sao? Bột nó nhiều á. Ăn giống như bánh vậy. Cái mềm bột nhiều. Cái mình còn thiếu hành nữa. Cái này còn thiếu hành. Tại bữa nay hết hành nè. Cái hành nó làm nó ăn hết rồi. Được mấy cái? Hai bánh rồi. Nhưng mà cá chiên bò không cần phải bỏ xương. Cái rau này là rau ăn bún cá mà. Còn dư lại, còn sót lại một chiếc. Chuối này là chuối hộp á. Vậy mà không thấy cái chuối nào chưa? Em mới ăn bỏ cái chuối luôn. Cái gà nãy không? Cá nó ngót ra. Tại chuối hộp nhà mình không có ăn á. Chuối hộp là chỉ ngâm thuốc thôi. Còn hút ngâm rượu. Cái chuối hộp á là nó nằm ở trong bắp á thì nó mới ngon. Cái trái chuối trong cái bắp á xong người ta bào trái chuối luôn á. Bào chuối ngon. Trái chuối bào em thích ăn lắm á. Nó ngọt, đặc biệt là chấm cá kho á nha. Cái trái rồi đâu ăn được rồi. Cái trái bự rồi đâu ăn được, hộp không à? Không. Trái bự ăn ngon lắm chị. Cái trái chín á, cái chuối hộp nó ngon. Nhưng mà nó hộp không à? Không, dạ, hộp cũng có chút thịt. Có thịt ít xịu à. Nhai gột gạp với lừa hộp ra. Ăn xong lừa hộp nữa nè, nó ngon. Ăn nó tốt lắm á. Thiệt không? Thiệt. Vậy là còn ở ngoài mình còn một cái buồng chuối nữa, bữa sau mình để cho nó chín đi xong cái mình ăn cái quầy thì cái nó làm sao? Nha. Không, nó tốt nhưng mà nhiều khi nó cũng có tác dụng phụ. Thôi đoạn nhà mình suy nghĩ lại đi. Dạ, ngày hôm nay thì với một buổi ăn lưới và có được một cái buổi cơm mà rất là ngon luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm và theo dõi video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. Bye bye.